tại mình vừa sửa xong một sản phẩm vang BDF chữ 4. Món này thì bị lỗi mất tiếng nhá. Ok. Lâm Lê 6 1 2 lên. Tăng effect. Lê 2 6 7. Cả mọi tính năng hoạt động. Trên cái dòng vang này thì cái bệnh mà thường gặp trong quá trình dùng sẽ là mất tiếng. Hoàn toàn sôi lổ mất nguồn hoặc là treo kẻ đen này. Đằng này dòng này rất hay bị treo kẻ đen hàng trên, nó không loát chương trình. Có trường hợp thì bị effect xx này, mất echo này. Effect xx sẽ có một dạng nữa là mất tiếng hoặc là mất hết tiếng luôn. Có trường hợp thì mình cũng gặp trên cái dòng này là máy không lên nguồn nữa. Đấy. Bên mạch. Sửa chữa xong thì vệ sinh sạch. Mọi người cần tư vấn hoặc là hỗ trợ sửa chữa hoặc là mua linh kiện sửa chữa cái dòng vang này đó thì cứ liên hệ với mình nhá. Bên mình thì sửa cho anh em lái buôn, anh em công ty ở bên mình rất là nhiều, và anh em ở Hà Nội, các cái đại lý công ty lớn ở Hà Nội, Bắc Ninh chuyển qua rất là nhiều. Vậy nên là các cái máy lỗi mình chấp nhận rất là nhiều, các cái pan bệnh va chạm rất là nhiều đó. Cái quan trọng là về công nghệ đã nắm đủ để linh kiện có sẵn. Các cái lỗi nắm rất là rõ rồi nên là khi tiếp nhận máy lỗi về sửa rất nhanh. Để cụ thể thì mọi người cứ tham khảo các video trong kênh, và những ai có nhu cầu về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp mình theo hai số máy là 0979 486 089 hoặc là 0868 59964 nhá, ở đây gặp trực tiếp nhân viên đó, mình sửa chữa chuyên nghiệp luôn nhá. Mọi người nhá, chưa đăng ký kênh, yêu quý kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh đó để theo dõi kênh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video.